Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào đã tổ chức vòng chung khảo cuộc thi tổ ghi danh tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, là điểm nhấn quan trọng trong các hoạt động thiết thực thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên về cuộc thi này. Đây là 12 cuốn sổ ghi danh tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo cuộc thi sổ ghi danh tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của 12 chi bộ. Các cuốn sổ ghi danh đều được trình bày sạch sẽ, đẹp mắt và ghi rõ tên các tập thể cá nhân có việc làm tốt, cụ thể, rõ ràng. Chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi được cái sự tham gia rất là nhiệt tình, rất là trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên cũng như là quần chúng nhân dân, đánh giá rất cao cái ý nghĩa của cái cuộc thi này. Thể hiện ở cái cụ thể là đã có 100% các cái chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và các cái chi bộ cơ sở trực thuộc ban thường vụ thị ủy đã đăng ký và tham gia thi ở cái cuộc thi này với một cái tinh thần trách nhiệm và cái sự kính trọng đối với Bác. Được biết, sau 9 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 242 sổ ghi danh và 265 sổ nghị quyết của các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Qua hai vòng sơ khảo, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 12 chi bộ tiêu biểu tham dự vòng chung khảo. Tại vòng chung khảo, ngoài trưng bày các cuốn sổ ghi danh, các thí sinh đại diện cho 12 chi bộ trải qua 3 phần thi, gồm viết đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Với phong thái tự tin, các thí sinh đã trình bày một cách thuyết phục đề cương thuyết trình về bản thân, đặc điểm của chi bộ. Việc quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn số 32 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện sổ ghi danh giai đoạn 2021-2025. Việc triển khai thực hiện sổ ghi danh của chi bộ, việc phát động đăng ký thi đua, phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc phát hiện, bồi dưỡng giúp đỡ và thực hiện bình xét, biểu quyết ghi danh tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu của chi bộ và việc báo cáo, tuyên truyền, lan tỏa kết quả, thành tích của tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu được ghi danh đối với sự phát triển của chi bộ, địa phương và cộng đồng. Tôi rất là vui mừng, phấn khởi và cảm ơn ban tổ chức, các đồng chí lãnh đạo rồi và cảm ơn cuộc thi cũng đã tổ chức cho chúng tôi một cái cuộc thi để từ đó sẽ tiếp tục nhân rộng những cá nhân điển hình xuất sắc, những tập thể cá nhân điển hình xuất sắc và để từ đó sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, học theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và trong thời gian tiếp theo, đương nhiên rồi, tôi cũng như tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung và 6 nhiệm vụ theo đúng kết luận số 01 của Bộ Chính trị và quyết tâm đưa tập thể nhà trường phát triển vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thông qua sổ ghi danh, các tập thể cá nhân điển hình có việc làm cụ thể, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và qua phần thi thuyết trình hấp dẫn với nhiều tấm gương tiêu biểu ấn tượng được nêu tên, phóng viên chuyên đề xây dựng Đảng đã tìm về những địa chỉ đỏ này. Đây là cơ sở sản xuất đậu phụ của anh Tân ở tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên, nơi đã từng xảy ra vụ hỏa hoạn vào tháng 4 năm 2022. Chính nhờ sự mưu trí dũng cảm của đại úy Nguyễn Văn Thạo mà vụ hỏa hoạn đã được dập tắt, không gây ra thiệt hại về người và tài sản. Nhà tôi thì hôm đấy là nó đang rán đậu. Đang rán đậu thì rán xong thì để quên không tắt bếp ga. Thế thì bếp dầu nó quá lửa, nó bắt đầu nó bùng cháy lên. Nó cháy nó bắt vào dây ga, vỡ cái dây ga ra. Nó vỡ cái dây ga nó phì, nó bùng rất là mạnh. Ở đã xung quanh thì toàn đám gã thì chả biết xử lý như thế nào cả. Cứ nhìn nó cháy nó bốc lên thôi, may quá. Anh Thảo anh đi qua anh nhìn thấy hết. Anh ấy lao vào anh cầm cả, anh dùng cái khăn mặt, anh bịt cái bì mình ga, anh xoáy khóa van ga lại. Thì lúc đấy thì ga nó giảm nhựa thôi nhưng mà nó vẫn bùng ở cái mỡ nó cháy lên rất là cao.
Thì anh ấy cầm tay không, anh ấy cầm chảo dầu, anh nhấc anh vứt ra phía ngoài. Vứt ra phía ngoài lúc đấy thì nó mới hết được vụ cháy. Vụ hỏa hoạn ấy thì cũng do cái chảo dầu nó sôi dữ dội quá. Nên ra là tay tôi thì tay không, nên ra là cũng không có cái trang bị gì cả. Thì tôi cầm vào thì cái chảo dầu nó sôi nó bắn vào cánh tay phải tôi, thì tôi cũng bỏng một phần ở bên cánh tay phải. Thì sau khi bỏng thì cũng được người dân xung quanh thì cũng mua thuốc để bôi. Với hành động dũng cảm, đồng chí Thạo đã tạo sự lan tỏa rất lớn trong toàn đảng bộ phường Hồ Chí Kiên cũng như trong cộng đồng dân cư. Từ đấy là nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống cháy nổ nói riêng cũng như là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung trên địa bàn phường. Minh Đức là phường có công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ phát triển của thị xã Mỹ Hào. Chính vì thế, việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ một số năm trước gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự và lan tỏa các tấm gương thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ, mà những năm gần đây, phường luôn là điển hình về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Từ một địa phương mà trước đây thì cũng có nhiều nam công dân chưa chấp hành tốt, thì đến năm 2022 thì đã có 11 nam công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Và đến năm 2023 thì đã có 20 nam công dân viết đơn xung phong và tình nguyện bước vào kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và quân đội và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Thì chi bộ quân sự chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ đến từng đồng chí đảng viên và xác định là phải làm tốt công tác tham mưu cho đảng chính quyền địa phương về nhiệm vụ chính trị rất quan trọng này. Thì đến nay đã có 7 nam công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong các xã phường của thị xã Mỹ Hào, Dương Quang được xếp là xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nhưng không vì thế mà phong trào giáo dục nơi đây yếu thế. Bằng sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền cùng sự quyết tâm phấn đấu để xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, mà mấy năm gần đây, thầy và trò trường trung học cơ sở Dương Quang đã gặt hái được nhiều trái ngọt, trở thành trường dẫn đầu khối trung học cơ sở của thị xã Mỹ Hào. Thành công của thầy và trò nhà trường đều xuất phát từ các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do trường phát động. Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhà trường đã đạt được rất nhiều thành tích. Nhà trường đã đạt được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, được nhận cờ thi đua của Chính phủ, và có rất nhiều các thầy cô giáo đã đạt những thành tích như giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp thị xã, nhiều em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và các kỳ thi tuyển sinh học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thị xã. Kết quả cuộc thi sổ ghi danh do thị ủy tổ chức thì chúng tôi rất vinh dự là đạt giải nhì. Thì đây là một cái động lực rất to lớn của chi bộ nhà trường và cũng là cái sự lan tỏa của chi bộ. Chúng tôi ý thức được rằng là phải tiếp tục phát huy và thực hiện nghiêm túc hơn nữa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng và tạo cái sức lan tỏa hơn nữa trong tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, mẹ là công nhân, bố là nghề mộc, gia đình Thảo không có điều kiện để học tập. Song chính nhờ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và phong trào học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi, cùng sự giúp đỡ của các thầy cô mà em đã đạt được thành tích đáng nể. Cháu đã được nhiều đạt thành tích cao như các giải là giải nhất cuộc thi toán cấp thị xã, giải 3 cuộc thi toán internet cấp tỉnh ạ. Cháu có được tuyên dương trước toàn trường ạ. Xác định giao thông là huyết mạch để phát triển kinh tế xã hội, mấy năm qua xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường. Chính vì thế mà nhiều tuyến đường qua các khu dân cư được mở rộng khang trang, thuận lợi cho việc đi lại. Góp sức vào đó phải kể đến sự đồng thuận của hàng trăm hộ dân hiến từ vài chục đến cả trăm mét vuông đất, tháo dỡ tường rào, đóng góp thêm tiền của, công sức, và tấm gương của họ được chi bộ ghi danh, lan tỏa, tạo thành phong trào nhân rộng trong địa phương. Tôi có khoảng 30 mét mặt đường, đấy, tôi xung phong có tí lán chăn nuôi tôi phá trước, đấy, để cho và động viên bà con trong thôn là theo tôi
là để cho dự án càng nhanh càng tốt để dân mình hưởng lợi và đường của trục xã mình là đẹp, chúng tôi rất phấn khởi. Tổng diện tích mà anh đã giải phóng mặt bằng là bao nhiêu ạ? Là gần 200 m². Từ tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Dân Bùi với sự chung tay góp sức của nhân dân, giờ đây các dự án mở rộng đường chạy qua địa bàn xã đã nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Là được cái sự quan tâm của tỉnh, của thị xã về nâng cấp cái tuyến đường trục của xã từ cổng chào đến thôn Nhuận Trạch với tổng giá trị đầu tư là 110 tỷ. Thì trong cái tuyến đường này nó liên quan đến đi qua đến thôn Dâu, thôn Cẩm Sơn, thôn Tiên Xá 2 và thôn Nhuận Trạch. Tại tuyến đường này thì có đi qua liên quan đến 17 cái diện tích đất nông nghiệp của thôn Dâu. Chúng tôi tổ chức một lần họp 17 hộ này, ra họp nhất trí ngay ký công nhận diện tích nhà mình và nhất trí 100% là cho mượn diện tích để cho dự án thực hiện trước khi đền bù. Có thể thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ những tấm gương tiêu biểu đã lan tỏa trong đời sống xã hội và được nhân lên mỗi ngày. Việc Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tổ chức cuộc thi sổ ghi danh tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đã tiếp thêm luồng sinh khí mới để việc ghi danh trở thành nề nếp. Đồng thời qua đây đã phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khích lệ, động viên các tập thể cá nhân ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, tạo chuyển biến rõ rệt từ việc học tập trở thành những phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách tự giác, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề xây dựng đảng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.